Công nhận là chị Trúc vừa đẹp, vừa sang, vừa sợp, lại còn gia thế khủng nữa chứ. Nhìn chị Trúc với sếp Long giống như là một cặp trời sinh vậy đó, xứng lứa vừa đôi ghê luôn á. Em ăn nói cho đàng hoàng, Dân đang ở đây, cô ấy là vợ của anh Long đó. Thì em nói giỡn đó mà chị làm gì căng dữ vậy? Giỡn vô duyên vậy rồi thấy vui chưa? À, chị nè, lần sau em nói chuyện cẩn thận một chút. Dân là người hiểu chuyện, chứ gặp người khác sẽ dễ bị tổn thương bởi những lời em nói. Dạ, em xin lỗi chị Dân nha. Để cho mọi người không hiểu lầm, chắc là em xin phép giới thiệu luôn. Em là Thanh Mai Trúc Mã với anh Long. Nhưng mà bây giờ thì em chỉ muốn làm việc với anh Long thôi, nên là mọi người đừng có hiểu lầm em nha. Thôi mọi người cứ làm tiếp đi nha. Dạ. Dạ. Em làm việc đi, nếu có gì hướng dẫn Trúc giúp anh nha. Dạ. Trúc, ráng làm nha. Có gì không biết á thì hỏi chị Dân hoặc là trực tiếp gặp anh. Dạ, anh cứ yên tâm lo công việc của mình đi. Ừ. Nhớ là hợp tác vui vẻ nha chị.